Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Cà Phê Hôm Nay ngày 5 tháng 6 2021 được phát trên kênh Ricky Wyatt. Lời đầu tiên về bản tin Giá Cà Phê ngày 5 tháng 6 2021 hôm nay, Ricky Wyatt muốn gửi cho các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá cà phê trong nước và ngoài nước như sau. Đối với thị trường cà phê thế giới, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica ngày hôm nay cùng ghi nhận tăng mạnh so với ngày hôm qua. Cụ thể là giá cà phê Robusta tại London ghi nhận tăng 22 USD trên tấn so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 1.612 USD trên tấn trong hôm nay. Về giá cà phê Arabica tại New York ghi nhận tăng 3.7 US cent trên pound trong hôm nay và đang giao dịch ở mức 161.65 US cent trên pound trong hôm nay. Còn về thị trường giá cà phê trong nước ngày hôm nay, cùng chiều tăng với giá thu mua của thế giới, ghi nhận tăng từ 200 đồng một ký cho đến 400 đồng một kg so với ngày hôm qua. Và từ đó cũng đã đưa giá cà phê trong nước ngày hôm nay dao động từ 33.800 cho đến 36.100 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá cà phê trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Giá cà phê Robusta tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang bán với giá 33.900 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh cũng tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay bán với giá 33.800 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà ghi nhận ở mức 33.900 đồng 1 kg, cũng tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Đối với giá cà phê Robusta tỉnh Đắk Lắk tại huyện Cư Mờ Ga ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay bán với giá 35.000 đồng 1 kg. Tại huyện E Hà Leo ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 34.800 đồng 1 kg. Tại thị xã Buôn Hồ, hôm nay bán với giá 34.900 đồng 1 kg, ghi nhận tăng mạnh tới 400 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Còn về giá cà phê Robusta tỉnh Gia Lai tại thành phố Pleiku ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang bán với giá 34.700 đồng 1 kg. Tại huyện Iagrai ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, hôm nay bán với mức giá 34.700 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prong ghi nhận ở mức 34.600 đồng 1 kg trong hôm nay và tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Bên cạnh đó, giá cà phê Robusta tỉnh Đắk Nông tại huyện Đắk Gờ Lấp ghi nhận tăng 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và giao dịch ở mức 34.600 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa, hôm nay bán với giá 34.700 đồng 1 kg, tăng mạnh 300 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Ngoài ra, giá cà phê Robusta tỉnh Kon Tum ngày hôm nay tại huyện Đắk Hà ghi nhận ở mức 34.500 đồng 1 kg trong hôm nay và tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Cuối cùng là giá cà phê loại 1 giao đến cảng thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ghi nhận ở mức 36.100 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá cà phê ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được thông báo cập nhật giá cà phê mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào, tạm biệt.